Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin nóng showbiz ngày hôm nay, Phúc Lợi, Khuy hẹn hò, tin buồn nhất bác, phim Lệ Nhịn quay xe, Thiên Tỷ thời cơ, Nhiệt Ba có phim, không khí ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 bao trùm làng giải trí Hoa Ngự. Đoàn phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia tung poster mới của chiều Lệ Nhịn nhân ngày 8 tháng 3. Sáng ngày 8 tháng 3, truyền thông chụp được hình ảnh Trần Giao và Hàn Đông Quân về chung một nhà. Theo đó, Trần Giao lái xe ra khỏi khách sạn, trên đường gặp Hàn Đông Quân chạy xe máy. Hai người dừng lại nói chuyện một lúc rồi rời đi. Khi Trần Giao đến tầng hầm thì Hàn Đông Quân tình cờ xuất hiện, nghi ngờ hẹn gặp nhau từ trước, cả hai về nhà. Không ngoại trừ trường hợp hai người là hàng xóm, nhưng cũng có khả năng là hẹn hò. Drama Công tố Tiếng Anh hôm nay chính thức khai máy. Diễn viên chính là Đi Lệ Nhật Ba, Đồng Đại Vị, Cao Hâm. Phim do Tencent, Hoa Nạp Thế Kỷ phối hợp sản xuất, dự kiến gồm 40 tập. Dưa, điện ảnh Vua của Bầu Trời do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính sẽ đóng máy vào cuối tháng 4. Còn về Street Dance mùa mới thì dự kiến cậu ấy sẽ không tham gia. Hình ảnh mới của các nghệ sĩ Dương Siêu Việt, Tằng Thuần Hy, Lưu Vũ Ninh, Dương Tử, Trúc Tử Đan, Doãn Hạo Vũ, Hứa Giai Kỳ, Hồ Băng Khanh, Lục Kha Nhiên, Viên Băng Nghiên. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn Trịnh Hiểu Long của bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia do Triều Lệ Nhịn đồng chính đã nói rằng trước đó chuẩn bị cùng CCTV hợp tác nhưng không thành công. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ thêm bộ phim đã ký với hai đài địa phương khác. Tạo hình của Dương Tử trong hoạt động livestream diễn ra tối qua. Tạo hình của Đi Lệ Nhiệt Ba trong hoạt động diễn ra tối qua. Tạo hình tóc ngắn của Thành Nghị trong phim mới. Trúc Tử Đan, Hồ Băng Khanh, Hứa Gia Kỳ, Lục Kha Nhiên, Lý Nghệ Đồng, Patrick Doãn Hạo Vũ đã tham dự sự kiện Yabaza Jewelry tổ chức tối qua. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Hàn Quốc Gu Junyup, DJ Gu đã đăng một bài trên Instagram cá nhân của mình thông báo sẽ kết hôn với Đại S từ Hy Viên. Có thông tin cho rằng Gu Junyup và Đại S đã yêu nhau cách đây 20 năm và Gu Junyup là mối tình đầu của Đại S. Dưa Dịch Dương Thiên Tỷ luôn là một thần tượng được đánh giá cao. Hiện tại cậu ấy đang trong thời kỳ chuyện mình và tập trung vào diễn xuất. Tỷ lệ nhận diễn phim của cậu ấy cũng thực sự rất cao. Trước thông tin, cuối tháng 3, Trương Vạn Ý sẽ nhập đoàn Trường Tương Tư, đồng chính với Dương Tử, Đàn Kiện Thứ. Fan của Trương Vạn Ý đã phản đối việc nam diễn viên nhận vai trong bộ phim này. Sau khi truyền thông đưa tin, DJ Ku và Đại S nối lại tình xưa thì Viêm Áo Luân đã đăng trên Facebook dòng trạng thái mới, phát hiện ra lý do bản thân đến nay vẫn chưa kết hôn. Trong vòng 20 năm, tôi đổi tầm 5 số điện thoại, bảo sao vẫn chưa kết hôn. Bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám tạm định giữa tháng 3 lên sóng, diễn viên chính Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận. Bộ phim Truyền hình Tâm Cư xác định phát sóng trên đài Đông Phương và Chiết Giang tạm định tháng 3 này lên sóng. Hải Thanh, Đồng Giao, Trương Tụng Văn, Phùng Thiệu Phong đồng chính. Hình ảnh hậu trường dễ thương phim Luận Anh Hùng, Ai Xứng Danh Anh Hùng của Tăng Thuần Hy, Dương Siêu Việt, Lưu Vũ Ninh, Triệu Kim Mạch trên bìa ba gia. Cung Tuấn đang chuẩn bị mở phòng làm việc của bản thân và độc lập hoàn toàn. Khi cậu ấy làm như vậy, thì lúc xử lý tất cả mọi chuyện trong giới, cậu ấy sẽ có quyền lên tiếng hơn. Dương Mịch trong bộ ảnh quảng cáo của thương hiệu thời trang. Với Nhất Bác tham gia sâu diễn Chanel Autumn Hero của nhà mốt Chanel. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.